Mở đầu bộ phim là một chàng trai đang hỏi hạnh phúc là gì mọi người đều không biết trả lời thế nào. Mọi người đều có hạnh phúc riêng của họ và cậu có vẻ cũng vậy. Đi lại bằng ván trượt cậu tên là Deki. Sau đó lại đi bằng xe ô tô cùng với một ông chú cả hai đi đến một nơi chuyên cho trượt ván. Cậu có vẻ đã có hẹn đấu với một người tên Saro chú hề thời hiện đại. Khi đèn xanh hiện lên họ bắt đầu trượt ván, ông ta đã lên trước rồi hắn đã quay lại khinh thường cậu. Rồi khi cậu sắp vượt được hắn thì hắn lại chơi bẩn lấy pháo ném vào đường đi của cậu làm cậu bay thẳng vào khán giả và ông ta đã thắng. Rồi chuyển đến hai mẹ con đang đi trên đường có vẻ họ vừa chuyển đến đây. Đến sáng hôm sau với cánh tay băng bó cậu trong lúc cậu đang vẻ vời thì có một người đã chuyển đến lớp cậu đó là Langa một cậu bạn đẹp mã đến từ Canada. Sau trận đấu hôm qua ván trượt của cậu đã bị đớt nên giờ cậu phải làm một cái mới. Còn Langa thì đang tìm việc làm vì cậu chưa đủ tuổi nên không được nhận. Bỗng có một cái ván trượt lướt qua đó là của Deki thế là cậu được rủ trượt ván. Nhưng khi mới đứng lên cậu đã bị tay ngựa Deki chỉ đứng cười cậu. Sau đó Deki đã thị phạm cậu ta còn bay qua người cậu làm cậu ngưỡng mộ. Nhưng khi nghe Deki có việc làm thì cậu đã làm ngơ nó mà chỉ hỏi về công việc rồi quản lý xuất hiện. Vì ông ấy phải đi chợt ván mà Deki lại không thể lái xe nên đã thuê thêm cậu và với mức lương đó cậu đã đồng ý ngay lập tức. Cậu được việc giao ván trượt đến một đường đua vào lúc nửa đêm vì nơi đó không mở vào ban ngày. Đó là đường đua của những người đặc biệt và nó tên là S. Vì vài việc nên quản lý không thể đến nên việc này giao cho cậu. Thủ cưng của quản lý còn cắn hai người sau đó hai người đi tàu điện đến chỗ lấy miếng dán của đường đua họ hành động như đi lấy chị thúy vậy rồi cậu được Deki kể về ván trượt và đường đua mọi lúc mọi nơi nhưng cậu chẳng quan tâm đến khi thấy cậu ấy tự tay làm nên một chiếc ván trượt cho riêng mình sau đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều khi ở nhà giờ làm việc đã đến cậu cùng Deki đến đường đua mọi việc rất suôn sẻ khi đến nơi vì cậu đã giao nhầm ván trượt nên cậu lại phải trượt thay cho khách hàng và lần này cậu vẫn phải trượt với xa đâu chúa hề đường đua nhưng Langa đã quyết định sẽ trượt cậu ấy còn dán chân mình với ván lại khi cả hai đang tranh việc đấu với Sado thì một người tên Cherry xuất hiện nói Langa sẽ là người trượt. Rồi trận đấu bắt đầu Sado đã đi xa còn cậu thì vẫn đứng im rồi ngồi xuống dùng tay đẩy ván khách hàng và đe như chết lặng. Rồi khi cậu bắt đầu trượt tưởng chừng đường đua là vùng tuyết trắng cậu đã làm mọi người tập trung hoàn toàn vào mình. Rồi bắt kịp Sado rồi cậu vượt lên và rẻ cua nhưng vì không quen với việc ván có bánh xe nên đã xém té. Sau đó cùng với những cú nhỏ lộn cậu lại nhanh chóng đuổi kịp Sado rồi đến đoạn cuối là vào hầm mỏ nhưng đã được họ sửa sang lại nhiều rồi cậu rẻ hướng trượt đến một khúc gãy là rơi xuống đường đi tiếp hắn thấy thế thì đợi khi cậu nhảy xuống tiếp thì liền ném phá hoa vào cậu nhưng điều đó chỉ tô điểm thêm cho cú nhảy nó đã làm deki sửng sờ deki cùng với những thứ khó hiểu đã chạy đến túm cổ áo cậu cùng với ánh mắt long lanh ngưỡng mộ đến sáng hôm sau cậu ấy vẫn nói về trận đấu khi đã dán băng keo xong cậu nhờ deki đẩy xuống một con dốc rồi cậu cứ thế rồi chạy ra đường lớn cậu đã cố dừng lại bằng ván bằng tay dừng rồi một chiếc xe tải đi đến may sao cậu nằm dưới hầm xe nên không sao về cơ thể còn tinh thần cậu thì không rồi cậu lại muốn mượn ván trượt của đây sau giờ học cậu chắc chắn muốn học cách chơi nó rồi họ tập luyện ở trường nhờ có đây khi cậu đã đứng được trên ván sau đó cả hai di chuyển ra sân trường rồi một cuộc rượt đuổi của giáo viên xảy ra những người tham gia đường đua s đang bàn về Langa khi sa đọc được rất tức giận không ngờ hắn lại là người bán hoa và luôn nở nụ cười với khách khi về nhà mẹ cậu đã rất lo lắng vì những vết thương của cậu bà đã nghĩ đủ thứ về nó. Khi cậu nói mình bị ngã thì bà lại cho rằng đó là lời nói dối rồi cậu nói mình đang chơi ván trượt thì bà đã an tâm hơn hẳn. Rồi họ tiếp tục luyện tập ở khu trượt nhỏ và dù cố gắng cậu vẫn sấp mặt. Rồi một cuộc gọi đến có vẻ cậu lại bị từ chối nhận việc không còn cách nào khác họ đành đến chỗ quản lý để xin việc rồi anh ấy nói sẽ nói lại với chủ tiệm. Trên đường đua lúc đó là Cherry và do người đầu bếp lúc trước. Rồi với Kalachegi luôn cẩn thận thi đấu còn Joy thì luôn làm theo cảm tính rồi họ đánh nhau trên đường đua. Sau đó là một cậu bé khá giỏi với ý định đấu với Lan Ga còn cậu thì không sử dụng nổi Oli rồi đây khi nói về tầm quan trọng của Oli nó gần như là tất cả với môn này. Nhưng vì cậu chơi trượt tuyết quá lâu nên mới không thể từ bỏ cảm giác đấy. Rồi họ về nhà đây khi là kiểu nhà cổ với những tấm hình về trượt ván ở khắp nơi. Rồi em gái cậu rồi mẹ cậu cũng xuất hiện rồi bà đi làm bánh cho hai người. Sau khi đánh chén xong thì họ tìm thấy một loại ván trượt có cố định chân. Thế là A, cậu quyết định làm cho Lan Ga một cái. Rồi họ đến nơi cậu chế tạo ván chứ cậu nói rất nhiều về những loại ván đến bánh rồi thể loại. Sau đó họ xem những video trượt ván rồi Lan Ga bắt đầu bất ngờ về môn này. Nó không chỉ bị trói buộc ở đường đua nó còn có thể ở khắp mọi nơi. Rồi chiếc ván dành cho riêng cậu đã xong. Sau đó cả hai người luôn dính với nhau từ công viên đến trường học những thói quen của hai cũng dần giống nhau. Họ bên nhau từ sáng đến tối rồi khi Lan Ga bị chảy máu tay cậu ấy đã sợ đến mức ngất đi. Sau khi băng bò giúp cậu thì Deki hỏi về việc cậu chuyển đến đây. Hóa ra ba cậu đã mất và giờ cậu ở đây với mẹ vì muốn giúp đỡ bà nên cậu mới tìm việc làm thêm. Lúc đó cậu đã thực hiện được ô ly nhưng vẫn tiếp đất bằng người. Rồi họ về lại tiệm thì cậu bé Chinen đã đến thách đấu với cậu. Vì thằng nhóc nói muốn xem cậu trượt như cách cậu trượt với Sado nên cậu đã đồng ý thi đấu. Mặc cho Deki có nhắc nhở về trình độ của hai người cậu vẫn trượt. Sau đó họ đi tập luyện cùng nhau từ đằng sau Chinen thấy hai người thân thiết thì nghĩ đến một người nào đó trong lúc họ nói chuyện về tên của ván trượt thì cậu bé chạy vượt qua còn khinh thường đây khi làm cậu đuổi theo. Rồi cậu ta thực hiện một cú xoay vòng cậu cũng làm theo rồi đến level 2 vẫn miễn cưỡng chấp nhận. Thấy vậy Langa cũng đuổi theo cậu bé thật sự rất giỏi nhưng đến một đoạn cua về ván trượt bị hư nên cậu đã trượt bằng đầu gối một đoạn dài. Rồi họ về nhà sửa lại ván trượt đây khi quá giỏi trong việc này rồi quản lý cũng nói Langa nên từ bỏ và cầu xin được lui. Trong lúc đó Chinen đang trả lời phỏng vấn của phóng viên rồi cậu thể hiện những kỹ thuật khó rồi có hai kẻ nào đó dùng ván trượt để hại cậu nhưng làm gì có cửa cùng lúc đó Deki vẫn đang dạy Langa cách trượt ván tưởng đã ổn nhưng khi xuống hầm cậu vẫn tiếp đất bằng mông rồi cả hai được quản lý cho xem đoạn video luyện tập của Chi Nen cậu bé rất giỏi nhưng không vui khi trượt ván rồi cậu đến trường gặp phải cậu bạn tên Taka rồi Chi Nen về lại nhà và nhìn thấy trong tấm ảnh của cậu có cả Taka. rồi một người đàn ông đang xem lại trận đấu của Langa và Sado rồi trận đấu với Chi Nen cũng đến họ đã đợi Deki mang ván tới cho cậu Thế là Chinen đã cá cược bằng việc Daiki sẽ làm cuốn của cậu nếu như Langa thua và ngược lại. Thế là cậu chấp nhận trong sự đau khổ của Daiki. Cherry và Joy có vẻ quan tâm trận đấu họ còn cá Ga sẽ thắng nên các cô gái rất phấn khích. Rồi đèn xanh hiện lên họ bắt đầu trận đấu dẫn trước là Chinen đâu cũng lấy xe hơi đi theo sau thấy vậy Daiki đã leo lên xe hắn. Vì sự hỗ trợ lẫn nhau của họ đã làm Chinen nhớ đến đám bạn lúc trước rồi cậu ta tăng tốc lên phía trước nhưng lan ga cũng trả thua kém đến khúc cua cậu bay lên và đáp lên một cái cây để rẻ hướng sau đó cả hai đã vào trong đường hầm vì không có khoảng cách dài nên lan ga không thể nhảy thế là cậu đã trượt trên tay vịn với đặc tính của ván trượt các vết gãy không thể làm khó được cậu cả hai cùng tăng tốc vào với khoảng cách nhỏ lan ga đã chiến thắng rồi reki tới nói với chi nên về niềm vui khi trượt ván rồi một người tên adam đã đến có vẻ rất mạnh hắn ta từ bỏ chi nên rồi bắt lấy lan ga rồi khi đã yêu cầu một trận đấu để hắn rút lại lời nói Thế là cùng với những tiếng hò reo cậu đã quyết định một trận đấu có vẻ vì cậu ghét hắn. Nhưng hắn có vẻ hắn không có hứng thú với cậu mà chỉ để ý đến Lan Ga thì thế cá cược lần này là cậu Lan Ga. Rồi đến trường học vì quá ồn ào mà Zeki bị thầy giáo đập đầu. Rồi cả hai lại đi ăn nói về Adam ông ta được cho là bất bại điều đó làm Lan Ga hào hứng. Chuyển đến một người đàn ông tên Aino Suke ông ta có vẻ phải gánh chịu gia tộc nặng nề của mình. Rồi cả hai cùng đi luyện tập và gặp Chinen cậu bé đã lên danh sách luyện tập cho cậu. Còn Sado thì đang giúp cô quản lý ở tiệm hoa khi quay vào xe thì gặp cả lũ ở đấy họ xin ông trở tới Crazy Rock nếu không sẽ mách với cô quản lý. Trên đường đi Chinen kể về quá trình mình quen Adam rồi biết tới S ngay cả trận đấu với Langa cũng là ông ta yêu cầu. Quay về với đội bốn người kia thì Chinen đang giải kỳ những kỹ thuật cần thiết còn trận đấu. Rồi cậu làm theo và bay thẳng vào bụi cây. Trận đấu đã tới Adam có vẻ coi thường trận đấu. Sau đó Adam đến với sự tiếng hò reo của mọi người rồi cặp đôi gây chiến cũng đến để thách đấu. Khi đèn xanh hiện lên Zeki đã trượt đi còn ông ta thì lại nhâm nhi đi điếu thuốc sau khi ba hoa về đủ thứ ông ta bắt đầu trượt ván với tốc độ kinh khủng và nhanh chóng vượt mặt Zeki. Sau khi đẩy cậu ngã hắn lại đỡ cậu ông ta như đang chơi đùa với cảm xúc của cậu vì lo lắng Lan Ga đã lấy một chiếc xe của ai đó mà chạy theo Zeki sau khi thấy khoảng cách thì muốn từ bỏ. Nhưng Lan Ga đã giúp cậu lấy lại tinh thần vượt mặt ông ta và sử dụng kỹ thuật mà cậu trước giờ chưa làm được mà ông ta nào phải hạng giò liên tục tăng tốc rồi dùng kỹ thuật khó sau đó ông ta leo dốc với một khuôn mặt đáng sợ đã làm cậu bay xuống khi chưa động tay vào rồi cứ thế hắn ta sẽ tiếp tục đấu với Lan Ga. dây khi đã vào viện điều trị cậu bị gãy tay và chấn thương vùng đầu cậu cũng được chi coi trọng hơn và lan ga sắp phải đối đầu với ông ta giấc mơ lan ga sẽ giống như cậu đã hiện lên khi cậu ngủ gục trong lớp sau đó họ lên sân thượng ăn trưa dù Zeki có khuyên ngăn cỡ nào thì Lan Ga cũng không từ bỏ việc đấu với Adam. Thế là cậu xin quản lý khuyên giúp vì cậu không muốn Lan Ga vì mình mà bị thương. Quản lý biết không thể nói nổi cậu nên đành đưa đồ bảo hộ nhưng cậu không lấy vì thấy nó vướng víu. Trong lúc Jeki đi dạo thì thấy Cheji đang viết thư pháp anh ta được rất nhiều người sùng bái khi mọi việc diễn ra rất thuận lợi thì Jeki xông lên gọi tên anh ấy khiến anh ấy phải lôi cậu ra chỗ khác. Cậu đã xin được biết nhiều hơn về Adam vì Lan Ga muốn chiến thắng ông ta nhưng khi họ đến nơi cậu hay luyện tập thì thấy cậu đã sử dụng được những kỹ thuật khó cùng với sự chỉ dạy của Chinen và Rađo thế là trong lúc do làm bánh thì Chey đã dẫn cả lũ về nhà hàng của cậu. Sau khi đánh chén, non nê họ đã bàn nhau về cách leo dốc của Adam, nhưng kỹ thuật và cách khắc chế thì hoàn toàn không đơn giản. Khi Ga chở cậu về nhà, thì cậu đã nói ra việc một người bạn của cậu đã bị thương nặng và từ bỏ ván trượt. Thế là Langa nói dù mình có bị thương cũng sẽ không từ bỏ ván trượt nên cậu đã an tâm hơn phần nào. Đến ngày diễn ra trận đấu, cậu tạm biệt ba mình và lên đường. Hắn ta tới cùng với thảm đỏ và một bó hoa hồng dành cho cậu khi bắt đầu hắn lại định hút thuốc nhưng thấy cậu không đi trước hắn lại quay về trạng thái chuẩn bị họ bắt đầu cuộc đua và cậu đã biết về mánh khóe của hắn ta từ Chezy nhưng cậu vẫn làm trái bằng cách vượt mặt hắn điều đó làm hắn phân khích cũng như lần trước hắn lại túm lấy cậu rồi đến khúc cua lớn cậu lại ép sát hắn để cua thuận lợi cậu chả có tí gì là sợ hãi cả cuối cùng đã tách được hắn ra đến đoạn cua tiếp theo hắn đã sử dụng tuyệt chiêu leo dốc lúc cận kề thì cậu đã nhảy qua hắn như một thiên thần xài cánh điều đó đã khiến hắn quyết tâm muốn có được cậu Cùng với vận tốc cực đại, hắn dùng kháng giả để qua đường cua và vượt qua cậu, họ đang đi quá nhanh điều đó khiến cậu gần như không theo nổi đang gây cấn thì chuông báo hiệu vang lên đó là cảnh sát đang đến. Adam đã được cấp dưới đón đi Jackie đã lấy mô tô đi đón cậu trước mặt cảnh sát, rồi hai người sau khi chạy trốn lại nói chuyện về trận đấu rồi cậu cảm thấy rất lạ khi đấu với hắn cứ như là một thế giới khác. Họ đang trên một chiếc du thuyền đến Miyakojima để tắm suối nước nóng rồi cậu để ý một cô gái nhìn có vẻ xinh đẹp khi họ đang nói chuyện thì cô ấy đi tới và từ chối cậu phũ phàng. Rồi họ gặp roi ở đó xa đâu cũng vì chị quản lý mà đến đây tất nhiên không thể thiếu che vì được họ đã có mặt đầy đủ dù không hạnh trước. Sau khi đến nơi cả lũ đã trượt ván đi khắp nơi chỉ để sa đồ lại dọn dẹp hành lý rồi lái xe theo sau. Khi roi thể hiện thì Zeki cũng muốn nhưng lại bị Lan ga cấm vì cậu chưa lành hẳn. Rồi họ thấy biển vì lan ga sống ở núi nên cậu rất phấn khích thế là cả lũ cùng đi ra biển rồi cùng nhau chơi đùa chỉ có che là nằm trong bãi cát trong lúc nghỉ ngơi roi lại đi tán gái. Shadow muốn phá nhưng không thể chỉ để chi nên ra tay cậu bé gọi anh ấy là ba và thành công phá đám. Quay lại với lũ phá hoại kia thì họ có vẻ tìm được một chỗ tốt với giá rẻ nhưng không họ ở một nơi tồi tàn nhà vệ sinh tệ hại và không có bữa tối. Thế nên họ đã qua chỗ che ăn ké cùng với roi. Lan ga cũng mang ván trượt tới để Jackie sửa giúp rồi cậu đi lấy thêm nước rồi đến gặp roi để nhờ anh ấy dạy kỹ thuật trượt ván cho cậu. Rồi họ bắt đầu tìm kiếm suối nước nóng vì đường khá xa nên họ quyết định sẽ đấu một trận còn Jeki thì có vẻ sợ ma nên mọi người đã chiêu cậu. Rồi họ quyết định đi mặc cho Jeki năn nỉ trên đường đi xa đô liên tục chơi chiêu khi đến ngã ba thì mọi người quẹo trái chỉ có Cherry và roi quẹo phải. Khi mọi người đang cao điểm thì Langa không thấy Jeki đâu trong lúc đó Jeki đã bị một bức tượng dọa rồi Langa đến và chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cậu sợ khiếp viếc rồi đến đoạn đường dốc họ phải đi bộ thì thấy xa đô với mùi hôn kinh khủng rồi tiếp đến là chin với những dấu chân kinh khủng và một con gì đó xuất hiện nó có mùi kinh khủng đã đuổi theo hai cậu họ chạy hết dốc rồi chuyển sang trượt ván cứ nghĩ vậy là xong rồi tới khi nó dùng ván trượt của xa đô đuổi theo bất ngờ là nó lại trượt ván rất giỏi đường cua cũng cân tất rồi đột nhiên phía trước có một đàn như vậy rồi cả hai đã bị tra tấn một cách dã man đến cherry và roi cũng bị thế là tất cả đã quay trở về nhà đến lúc đó họ cũng không biết bọn chúng là thứ gì trong lúc đó Adam quyết định mở một cuộc thi về môn trượt ván. Hôm nay Jackie đi học từ khá sớm rồi cậu gặp Lan trên đường rồi cả hai cùng trượt ván đến trường trong lúc đó họ đã thể hiện trước mặt đám nhóc những kỹ thuật điêu luyện. Cùng lúc đó Adam đang phải lo việc S bị phát hiện anh đã tranh cãi khốc liệt với Kiriko. Đến tối cậu cùng Lan tiếp tục đến S Lan có vẻ rất nổi tiếng và cũng giỏi sau đó Cherry và Roy xuất hiện rồi lại cãi lộn sau đó họ cùng bàn về Lan Ga có vẻ cậu ấy đã tăng cấp từ việc áp dụng trực tuyết vào và vì luyện tập từ nhỏ mà cậu có cơ thể và ý chí tuyệt vời. rồi khi mọi người bắt đầu quá chú ý và cậu ấy đã khiến Zeki bận tâm đã thấy cậu còn bị coi thường. Sang hôm sau tâm trạng cậu cực kỳ tồi tệ đến ở trường Langa cũng quá được chú ý vì cậu ấy quá tài giỏi. Quay về Zeki cậu đang dần tách mình ra khỏi Langa trong lúc cậu ấy đến S thì cậu lại tự hỏi khoảng cách hai người tại sao lại xa đến vậy. Hắn ta cũng đến cùng với những tiếng hò reo hắn ta tuyên bố một giải đấu để tìm người giỏi nhất tất cả mọi người đều rất hào hứng theo cuộc thi. cho nên thì chăm chỉ luyện tập, quay về Zeki cậu ấy đang cố luyện tập để thu hẹp khoảng cách của hai người lại lúc này Langa cũng đến nhà tìm cậu nhưng cậu giờ đây chỉ nghĩ đến việc mình bị coi thường rồi đem so sánh bản thân với lan ga khi bản thân đã chi chít vết thương trời bắt đầu mưa cậu đi về nhà thì thấy lan ga đang đợi cậu thấy vậy cậu muốn quay lưng bỏ đi nhưng cậu ấy đã gọi cậu lại lan ga nói với cậu việc tham gia cuộc thi của adam điều đó khiến cậu nổi giận cậu cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại vui khi đấu với kẻ đó khi cậu chỉ thấy sợ hãi cậu không hiểu được thế giới của họ cậu càng không hiểu được mối quan hệ này quay về quá khứ adam vì tìm kiếm eva cho riêng mình đã liên tiếp làm các người trượt bị thương nặng nhưng có vẻ ông ta chả quan tâm gì Cuộc thi bắt đầu với trận đấu của Chinen và Adam ông ta đã bị bạo hành rồi gắn mác tình yêu của các người gì thế nên rồi ông ta mới điên loạn như vậy. Đèn xanh đã hiện lên Adam vươn lên dẫn đầu vòng đầu chỉ là đoạn đường ngắn nên sẽ kết thúc nhanh với chiến thắng của Adam. Trận tiếp theo là một nhóm có roi và lan ga nhưng cậu đã bị người của cuộc thi bao vây. Trước khi ăn gậy cậu đã lách qua bên tường. Rồi cậu nhảy lên dùng ván đỡ đòn tấn công khi chúng định tiếp tục roi đã ngăn chúng lại rồi cậu cùng roi về đích. Hôm nay cậu không còn cảm giác vui sướng khi trượt. Cậu đang rất mong đợi Jackie đến nhưng ở đây chỉ có Adam. Trận của Chezy diễn ra bình thường nhưng đến Sado thì anh bị một kẻ lạ mặt vượt mặt có vẻ là người quen của Adam cậu ta còn phá vỡ cả kỷ lục. Cậu ta chính là thư ký của hắn cậu ta đến đây để thắng và ngăn hắn chơi ván trượt. Tới sáng hôm sau Jackie vẫn rất hờ hững với Langa. Sau đó đến việc của Adam đang rất tệ và có khả năng bị bắt nhưng các gì của hắn chỉ quan tâm đến danh dự của gia tộc. Cherry và Joy cũng lo lắng về mặt tâm lý của hắn. Chi nên phát hiện giữa Deki và Langa có chuyện gì đó xảy ra nhưng cậu không thể giúp được. Sado cũng cực kỳ nghiêm túc tham gia trận đấu. Khi Deki đang ăn thì gặp roi anh ấy hỏi cậu có đi xem trận đấu chính không thì cậu nói chỉ muốn ở một mình và không đi đâu cả. Đêm đó cậu vẫn muốn Deki đến và cậu ấy đến thật chỉ là vẫn trốn tránh cậu mà thôi. Top 8 của trận đấu đã xuất hiện trận đầu tiên là của Sado với một cậu trai khi sử dụng cho gian lận anh ta lại chiến thắng. Trận tiếp theo là của Langa và Joy anh ấy rất nghiêm túc khi đèn xanh hiện lên họ bắt đầu trượt lúc đầu Langa nhanh hơn rồi lại ngang bằng nhau nhưng đến đoạn cua Joy đã tăng tốc bay vào tường rồi dùng chân bật ra để tăng tốc tiếp. Đó là kỹ thuật mà chỉ có anh làm được điều đó khiến Langa bị sốc. Quay về quá khứ cùng Joy và Cherry họ đã từng rất vui vẻ lúc Adam về lại Nhật họ đã cố gửi lời thách đấu nhưng không được quay về trận đấu Joy đã vươn lên dẫn đầu với tuyệt kỹ của mình làm langa không thể theo kịp. Ga đã thu hẹp được khoảng cách với Joy thấy vậy anh ấy đã gồng cơ bắp lên thực hiện tư thế hít đất để tăng tốc với tốc độ đó langa khó lòng theo kịp. cảm xúc của cậu vẫn chưa quay lại dù trận đấu rất tuyệt cậu đã buông lòng hoàn toàn. thấy vậy zeki đã ra mặt cổ vũ khi thấy zeki langa đã lấy lại cảm giác đó và thế là cậu thực hiện một cú bay xa khiến mọi người phải trầm trổ. khi Joy đã yên lòng thì cậu đuổi tới cậu. khi đến với đường hầm Joy đã đâm thẳng qua để làm đường tắc langa không thể theo kịp rồi họ gặp phải khung thép roi đã đẩy cả nó để tiếp tục đường đua thấy thế lan ga liền mượn lực đẩy của nó còn sử dụng cả tuyệt kỹ của roi cậu đã bắt kịp anh ấy rồi cả hai cùng nhau tiến về đây và cậu chiến thắng trong găng tất tuy nhiên khi xong trận ván của cậu đã bị gãy roi khuyên cậu nên đi tìm xe để giúp sửa lại nó trong lúc đó cặp đôi tiếp theo đã được tìm ra là adam và cherry khi biết tin roi đã lập tức chạy đến chỗ cậu để nhắc nhở đó không còn là adam của lúc trước adam cũng e ngang vì họ còn phải đấu khi đèn xanh hiện lên họ bắt đầu trận đấu Cả hai di chuyển quá nhanh và ngang sức khi gần đến dốc thì hắn thực hiện chiêu leo dốc. Chen Di quyết định nhắm mắt và nhờ Sala đếm dây để tránh hắn cậu là người thứ hai phá được chiêu này. Rồi khi vượt được hắn cậu đã nghĩ về tuổi trẻ trâu của mình với hắn họ cứ như là anh em một nhà lúc nào cũng ở cùng nhau hắn còn cho bọn cậu thấy mặt thật của mình. Quay về trận đấu Adam đã để cậu vượt mặt dùng liên tiếp các kỹ năng kết hợp cùng Sala mọi thứ đều trở nên hoàn hảo. Trong lúc đó Zeki đã rời khỏi S bỏ lại cả miếng dán của đường đua nhưng rồi hắn lại vượt qua cậu sau đó hắn nhảy một điệu rồi trực tiếp dùng ván trượt đập thẳng vào cậu hắn ta đã phá vỡ tình bạn đẹp đó rồi buôn lời khinh thường hắn nói Lan Ga là yêu của đời hắn trận đấu kết thúc roi đã lập tức chạy đến chỗ di thế mà hắn ta vẫn chế nhạo cậu được rồi Sado lái xe đến để chở Chezy đến bệnh viện sau đó Lan Ga đã đến chỗ Chinen để hỏi về Zeki cậu bé nói không biết nhưng trận tiếp theo sẽ cố lôi Zeki đến rồi cậu bắt đầu trận đấu với thư ký đền xanh hiện lên cả hai cùng xuất phát lúc đầu chi Nen nhanh hơn nhưng đến đoạn đá rơi thì thư ký đã vượt lên với cách trượt giống như đang nhảy anh ta lách qua thật dễ dàng bởi anh nhớ đến lúc mình rủ adam chơi trò này họ đã rất vui vẻ đến khi adam bị trang ngăn cấm anh thư ký thấy tội lỗi nên đã cố dừng hắn lại và anh ấy đã chiến thắng chi nen quay trở lại với jackie cậu vẫn đang trong tình trạng chán nản với đời khiến cho gia đình cậu lo lắng bên lan ga cũng chả khá hơn trên lớp cậu cũng không tìm thấy jackie lan ga vẫn tiếp tục tìm cậu nhưng ngay cả chỗ làm cậu cũng xin tạm nghỉ trong lúc đó mang theo chiếc ván trượt cũ đi dạo rồi cậu bị một nhóm lúc trước từng tham gia muốn cậu vào lại nhưng cậu đã say no và thế là cậu bị đánh hội đồng. Cùng lúc đó Sado đang đi cùng cô quản lý thì bị một người cầm gậy tấn công đó là khách hàng đầu tiên của Langa có vẻ hắn vừa bị đá. Rồi quản lý của Zeki cũng vô tình nhìn thấy cậu trong một con hẻm. Cậu bị đánh nhưng lại thoải mái vì cậu ghét chính bản thân mình hiện tại. Rồi từ chỗ quản lý cậu đến gặp Joy nhưng vừa mở thang máy thì lại nhìn thấy Langa rồi khi thang máy đi xuống cậu lại gặp Chinen cậu bé đã trách móc cậu nhưng cậu lại bỏ chạy ra ngoài và vô tình một chiếc ô tô đi đến. Langa đã tìm đến nhà rồi vào phòng cậu để đợi cậu về. Trong lúc đó Zeki đã tỉnh lại ở khách sạn tình yêu. Người đâm cậu là anh thư ký. May mắn cậu chỉ bị vài vết bầm cậu không có ý định kiện anh nên không nhận tiền bồi thường. Rồi khi anh ấy biết cậu chơi trượt ván thì hết lời khuyên cậu dừng lại thế nhưng cậu lại trả lại bằng một cái đập đầu rồi cậu nói trượt ván là niềm vui của cậu nó là thứ không thể từ bỏ trong lúc đó lan ga ở nhà xem những video lúc cậu mới bắt đầu tập trượt rồi cậu về nhà thì lan ga đã rời đi cùng với ván trượt của cậu thấy vậy cậu liền chạy đến nhà cậu ấy để nói chuyện cậu băng qua những con đường và gặp lan ga ở công viên họ hay luyện tập khi cậu không biết phải nói gì thì họ đã trượt cùng nhau rồi cứ thế họ lại thân thiết cùng với nhịp tim đập mạnh lan ga đã rất hạnh phúc như lúc cậu luyện tập với ba của mình vì suy nghĩ mà họ đã đâm vào nhau và rồi lan ga liên tục khen ngợi cậu khen những thứ cậu giỏi những thứ cậu biết rồi họ hứa hẹn với nhau là sẽ cùng nhau trượt ván đến mai sau. Adam đã xem cuộc hội thoại của họ và hắn quyết định người thay thế Sado là Zeki. Quay về lúc nhỏ của Adam hắn đã từng rất thân thiết với thư ký và cũng từng rất vui vì ván trượt nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Hôm sau tâm trạng của Zeki đã bình thường trở lại. Cậu và Langa lại tiếp tục đi học chung. C... Trong lúc đó họ đang cố cho con cuốn của quản lý trượt ván thì bị nó đá ván vào mắt rồi thư ký đến đưa thư kèm với lời khuyên cậu nên từ bỏ chối vì lần này Adam sẽ đấu nghiêm túc nhưng dù có nói cỡ nào thì cậu vẫn cố chấp đi đấu. Trong lúc đó cả hai đã xem xét về chiếc ván trượt của Lan Ga hình như nó không cứu được nữa rồi. Cậu có có cả đống bánh xe rồi họ lại nói chuyện về cách phát âm từ phun và fan và cuối cùng Zeki hỏi cậu có muốn gỡ cái cố định chân không và cậu đã quyết định gỡ nó ra. Ở phía Adam ông ta đàn bận bịu với đống công việc Kiziko cũng chưa tha cho hắn. Rồi trận đấu của Zeki đã tới mọi người đều rất lo lắng cho cậu rồi cả hai vào vạch xuất phát khi đèn xanh hiện lên adam đã dẫn trước khá xa rồi đột nhiên hắn dùng leo dốc áp sát cậu thấy vậy cậu đã đâm thẳng về phía trước nhưng hắn lại quay lại hướng cậu rồi ném cậu vào bụi cây rồi cậu tiếp tục đi tiếp thì hắn lại tiếp tục húc ngã cậu rồi lại xoay cậu dưới đất xong đem cậu đẩy về phía tường vào tường khi hắn định kết thúc ở khúc cua tiếp theo thì cậu lại tăng tốc rồi nhảy xuống vực rồi trượt theo con dốc để bay lên trên cảnh tượng đó lần đầu tiên trong đời cậu thấy tuy cú đáp không mượt nhưng cậu vẫn an toàn rồi khi hắn tiền gần tới thì cậu đã ôm chặt hắn dù có bị đánh đến chảy máu cũng không thả nhưng khi hắn định làm cú quyết định thì cậu lại thả ra tiếp đó trời bắt đầu mưa vì cậu sử dụng bánh xe dành cho mùa mưa mà cậu qua khúc cua khá dễ dàng còn adam thì khá chật vật thế là hắn dùng ván trượt đánh cậu nhưng chỉ đánh vào áo khoác rồi té sấp mặt mọi người đều bất ngờ chỉ có nhóm của Chezy là cười như chúng số Điều đó đã khiến mọi người công nhận Zeki còn Adam thì vô cùng tức giận đuổi theo cậu nhưng vì bánh xe hư nên cậu đã thua trong khoảng cách vô cùng nhỏ nhưng điều đó không thể ngăn cản đám đông tung hồ cậu. Khi Adam đến roi đã ngăn cản, thư ký cũng đến xin rút khỏi cuộc thi và để cho Langa đấu với hắn cùng quyết tâm biến cậu thành của mình liệu họ có thành Adam và Y. Trong cơn mưa hắn nhảy múa như một kẻ điên đến một cửa tiệm may hắn đã yêu cầu một bộ trang phục cho một ngày trọng đại. Langa lại tò mò về việc tại sao hắn chơi trượt ván nhưng chắc chỉ vì nó vui mà thôi. Mọi người đã đón Shadow về dù cả người bị băng kín ván của Langa đã được sửa xong rồi họ bị chặn xe nên phải xuống đi bộ. Đoạn đường đua hôm nay khác với mọi hôm nó cực kỳ nguy hiểm với bộ cánh mới cùng ván trượt hắn đã biến đây thành một nơi ủ tối. Rồi hắn tung đồng su khi nó vừa tiếp đất thì cả hai liền xông lên với Adam dẫn đầu. Rồi cậu đã thực hiện một cú nhảy cao nhưng Adam cũng làm như cậu. Rồi hắn vừa leo dốc vừa cầm ván một đòn kết hợp tuy nhiên Laga đã tránh được rồi hắn lại tiếp tục tấn công bằng ván khiến cậu nhường lại vị trí dẫn đầu rồi cậu lại thấy như là một thế giới khác hắn ta đang bắt đầu tẩy não cậu cứ thế cậu kẹt lại trong rôn không nghe không thấy gì cả nó giống như cậu đang tự sát vậy cảm giác như cứ như lúc ba cậu mất đi cậu không thể cảm nhận được mọi thứ rồi khi họ đi qua một cây cầu gỗ khi lượt cậu thì cầu gãy cậu rơi tự do cuối cùng ván trượt đã giúp cậu lấy lại ý thức cậu đã trượt trên vách đá rồi chạy đến chỗ Adam và lôi hắn ra khỏi thế giới đó và cả hai đã đánh nhau bằng ván trượt rồi té sấp mặt nhưng cả hai đã tỉnh dậy ngay sau đó. Hắn vẫn không chấp nhận việc thua cuộc, rồi rất nhanh họ đã tìm được chính mình và tiếp tục trận đấu cậu dẫn đầu rồi hắn bay lên trên chiếm vị trí, rồi cả hai liên tục bay lượn trên không cùng với ván trượt họ đấu ngang tài ngang sức không ai hơn ai. Di chuyển với tốc độ kinh khủng rồi ông ta nhớ đến quá khứ vui cùng thư ký quay lại thực tại cả hai đang cố gắng hết sức nhưng Lan Ga được xe cổ vũ nên x2 sức mạnh và cậu đã thắng. Cậu đã bay vào người Zeki ngay lập tức rồi mọi người cũng tới chúc mừng. Chỉ có Adam lặng lẽ ra ngoài thư ký cũng đã đợi ông ta. Sau đó là một bữa tiệc và không thể thiếu màn nhảy dù của Adam cùng với bó hoa. Lan Ga cùng mẹ đã đi thăm mộ ba cậu còn khoe chiếc ván mới của mình. Bộ phim kết thúc với trận đấu của hai cậu.